Mở đầu cho clip ngày hôm nay là một clip vô cùng dễ thương của cậu em phi công trẻ. Quá ngưỡng mộ vẻ đẹp của chị gái, cậu bé nhìn chăm chăm vào khuôn mặt xinh đẹp khiến cô ngượng ngùng. Cố gắng ăn mau chóng lớn, học giỏi, kiếm thật nhiều tiền thì chị đây chờ em nhé. Đừng để chị phải thất vọng. Clip cảnh báo cho anh em hay đi sớm về khuya. Ra đường cẩn thận với thể loại này nha. Đi đêm lắm có ngày gặp mấy thằng điên. Đụng đến thể loại này phiền lắm. Chỉ được cái ăn vạ là giỏi thôi. Thanh niên chơi đồ quá 180 phút một ngày nên ban đêm ra đường múa lửa. Vì chơi mình sống quá lâu nên ra đường chặn xe ô tô thử xem hộp sọ mình cứng hay mặt đường mình cứng hơn đấy mà. Nhưng mà xui cho thanh niên gặp phải chủ xe cũng không phải dạng vừa. Đã nóng tính võ công còn cao cường. Thế là thanh niên ngáo đá nhận đủ chiêu thức các bang phái trong võ lâm. Đúng tội đúng người chứ chẳng oan ức gì đâu. Đúng thanh niên. Tôi sẽ cho anh em biết thế nào là thốn đến tận luôn. Cô nhảy nhớ đời đã để lại cho anh một ổ trứng giặc. Hay, đường rộng không đi sao lại chui vào rừng già như thế biết đường nào ra. Rồi xong, tụ quần luôn. Còn gì nữa đâu mười mấy năm mặc quần. Thời đại TikTok lên ngôi nên tay du ký hết thời để nổi ngộ không phải xuống phố mãi nghệ. Tuy ngộ không có 72 phép biến hóa, nhưng không thể nào nhanh bằng phép biến mất cái điện thoại của quái xế xe điện. Trời ơi, cái quần què gì đây? Duyên số sinh ra chúng mình nhưng lại cho ta gặp nhau trong hoàn cảnh éo le thế này. Đây gọi là người tính không bằng anh công an tính. Thôi thì anh bế chú lên phường luôn nha. Cho dù có chê anh nghèo thì cũng phải ngồi yên cho anh đèo. Chạy đâu cho thoát hả con trai? Lời cảnh tỉnh cho những thanh niên thích giờ cao su Nhật Bản. Gỡ không ra. Kể cũng lạ, người ta cũng 24 tiếng một ngày, thì mình cũng một ngày 24 tiếng. Người ta thì kịp chuyến tàu, còn mình thì bị bỏ lại. Ghét nhất mấy ông đến giờ gọi điện hỏi ở đâu. Người thì chưa lết ra khỏi giường mà bảo, đang trên đường đến đây, kẹt xe quá, 5 phút tới liền. Và thế là cái 5 phút ấy nó dài như 500 năm, để người ta đợi từ khi đầu xanh đến khi chóng gậy mới chịu đến. Phen này thì tới công tới chuyện luôn, ai rảnh đâu chờ hoài. Đúng là đôi khi bỏ lỡ một giờ, đến khi muốn gặp phải chờ cả năm. Đúng này, tất cả đều đúng, hợp lý. Khi bạn muốn đi tắm biển như nhà ở trên núi thì đây là cách hay để tắm biển một cách thật trơn nhất. Cũng sống cũng nước chứ ai. Mắc mớ gì đi phá hồ bơi của người ta. Không biết bơi nên bơi không được, phá cho hư à. Người ta bắt được quánh không thương tiếc rồi đừng hỏi vì sao hai con mắt bầm đen nha. Tội cho anh thanh niên, chắc nãy giờ đi bằng bốn chân đến đây quá à. Thấy người ta đi mà thấy nhục không biết cất cái mặt vào đâu luôn. Hận cái ông thiết kế thật. Ai giấu cái cánh của cụ trả cho cụ bay vào nhà với. Chứ cụ ngồi đây một hồi méo mồm méo miệng lại khổ. Ngọn gió nào cũng ác thật. Đưa ông ra đây ngồi một mình thế. Hãy xem anh đây thể hiện tuyệt kỹ xong cứu trực té đây. Không nằm ngoài dự đoán, chỉ với một cứu thôi đã được gặp ông mê làm ê cái mông rồi. Đúng là sức mạnh của con quỷ tình yêu có khác. Gánh vác cho lưng cả tạ nhưng vẫn thấy nhẹ tựa lông hồng. Đúng là đời, càng sợ thì càng bị hù. Sợ quá phải lên thuyền bằng bốn chân rồi mà rớt là vẫn rớt. Số khổ được thủy tinh chấm rồi thì chịu thôi. Tội cho cô gái nhỏ, mới tới tuổi đầu chưa kịp bước chân vào đời đã bị sóng vùi gió dập không ngóc đầu lên nổi. Biết chứ đi chơi mà như đi hành hình thế này, ở nhà ngủ cho sướng thân. Ai nói to con rẻ tiền thì vào đây mà xem. Cái đập ngăn nước chảy bằng cơm xỉn thế còn gì. Quả mong đáng đồng tiền bát gạo vừa kích cỡ ghê. Bước sai một ly là đi ba ly cà phê. Cảm giác một bước ra khơi nó như thế nào anh ơi. Nước dưới ấy mát nhỉ. Mát hơn hẳn uống ba ly cà phê. Tội nghiệp mấy cái máy. Ngày nào cũng phải chịu đựng những cái thần sáng như này. Ai mà chịu nổi. Ôi thôi tập đến độ mà chân đứng không nổi luôn. Sao phải hành hạ như nhau khổ thế. Biểu hiện của người quá mệt mỏi vì những chuỗi ngày chấm công. Không có cái quần đổi nên đổi cái thùng rác cho đỡ áp lực. Cách bỏ bao rác không đụng hàng với ai luôn.
Khoa học chứng minh rằng những thằng lười thường rất thông minh, nhưng vừa thông minh vừa ba nhe như những thanh niên này thì chịu. Chú thầu thấy cảnh này đến khóc không thành tiếng. Đi làm như này người ta gọi là làm bố thiên hạ. Ôi vài ơi, hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà như thế này. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhà. Làm với chả ăn, làm như này thì có mà ăn chửi, ăn đấm nha. Chở một đống hàng mà về tới nơi còn thấy xe không thì xác định bị chửi đây. Hên là phía sau không có ai chứ không đền mạng không kịp. Mô Phật, dạo này xe không người lái nhiều ghê. Nguyễn Tâm Linh không biết ai lái mà cứ tự nhiên chạy như đúng rồi. Anh tài xế cũng dạng sức trâu ghê. Chiếc xe như thế mà lôi như lôi con. What the fuck? What the fuck was that? Nỡ lòng nào mà dụ người ta thế. Chưa kịp leo lên đã bỏ chạy để người ta ngã nhào xuống sân thế. Anh tài xế mà không nhanh tay thì không cười mà cũng rất rằng. Những clip bá đạo trên từng hạt gạo đến đây cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn anh em đã nhiệt tình theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.